khởi động ngày mới cùng 5 phút crypto, video cập nhật nhanh tin tức thị trường tiền điện tử, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút mỗi sáng trên kênh YouTube của CryptoLikVN. Và sau đây, xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Đồng yên kỹ thuật số sẽ được đưa vào thử nghiệm trong năm 2023, bất chấp sự không chắc chắn của Nhật Bản về việc phát hành một loại tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương CBDC, Ngân hàng Nhật Bản BOJ vẫn tiếp tục thử nghiệm một đồng yên kỹ thuật số tiềm năng. BOJ đã bắt đầu hợp tác với 3 ngân hàng lớn và các ngân hàng khu vực để tiến hành thí điểm phát hành CBDC. Theo hãng thông tấn địa phương Nikkei đưa tin vào ngày 23 tháng 11, chương trình thí điểm nhằm mục đích cung cấp các thử nghiệm demo cho việc phát hành đồng yên kỹ thuật số bắt đầu từ mùa xuân năm 2023. Kế hoạch thử nghiệm CBDC sẽ được tiến hành trong khoảng 2 năm và ngân hàng sẽ đưa ra quyết định về việc có phát hành CBDC hay không vào năm 2026. Tin tức được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia trên toàn cầu ngày càng tung ra các sáng kiến nghiên cứu và phát triển CBDC. Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua CBDC toàn cầu. Bên cạnh đó, vào ngày 22 tháng 11, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đang chuẩn bị bắt đầu thí điểm bán lẻ đồng Ruby kỹ thuật số với sự cộng tác của các ngân hàng địa phương. Vào giữa tháng 11, Trung tâm Sáng tạo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang tại New York đã công bố ra mắt chương trình thí điểm CBDC bằng chứng về khái niệm kéo dài 12 tuần với sự hợp tác của các đại gia ngân hàng như BNY Mellon, Citi và các ngân hàng khác. Trung Quốc lọt top những khách hàng lớn nhất của FTX. Đây là tỷ lệ phần trăm khách hàng của FTX tính theo quốc gia. Thật may mắn là Việt Nam không nằm trong danh sách này, nghĩa là có rất ít người Việt Nam giữ tiền trên đó và thiệt hại cũng không nhiều như các nước khác. Theo các tài liệu, đảo Cayman chiếm tỷ lệ khách hàng cao nhất với 22%, tiếp theo là quần đảo Virgin với 11%. Đáng chú ý, hai khu vực này chủ yếu được coi là thiên đường thuế. Một điểm thú vị là, mặc dù các giao dịch tiền điện tử bị cấm, Trung Quốc đại lục chiếm thị phần lớn thứ ba trong số khách hàng của FTX với 8%, tương đương với Vương quốc Anh. Các nguồn khách hàng FTX đáng chú ý khác bao gồm Singapore ở mức 6% và Hoa Kỳ ở mức 2%. Nhìn chung, hồ sơ phá sản chỉ ra rằng sàn giao dịch có khách hàng ở ít nhất 27 quốc gia trên toàn cầu. Du Quân cam kết hỗ trợ Terra Classic. Theo các thuyết từ Classy, Du Quân, người sáng lập Terraform Lab đã cam kết hỗ trợ cho cộng đồng Terra Classic trong một phiên AMA gần đây. Quân đã khẳng định rằng Terraform Lab sẵn sàng hợp tác và đưa cộng đồng Terra Classic vào những lần hợp tác trong tương lai. Ngoài ra, người sáng lập Terraform Lab khẳng định rằng họ sẽ tiếp tục duy trì Terra Station để cộng đồng Terra Classic giải quyết những lo ngại. Điều đáng chú ý là các tuyên bố của Quân về sự hợp tác giữa Luna, V2 và Terra Luna Classic Lensi trong tương lai có khả năng sẽ giúp thúc đẩy giá của Terra Classic khi có thể cho phép xây dựng nhiều dự án hơn cho chuỗi này. Cần lưu ý rằng mạng Terra Classic đã hoạt động để đạt được sự ngang bằng về công nghệ với chuỗi Luna V2, với bản nâng cấp V23 được lên lịch vào tháng 12. Nhiều người tin rằng động thái này sẽ dẫn đến tăng hoạt động trên chuỗi khi các dự án xây dựng trên Luna V2 có thể nhanh chóng triển khai trên chuỗi Classic để thu hút cộng đồng tích cực của nó. Zipto khởi sắc khi giới đầu tư đặt cược vào Fed. Vào hôm qua, thị trường đã sôi động trở lại. Các đồng altcoin đã dẫn đầu một cuộc tăng giá. Một số token đã tăng thêm hai con số, như BNB của Binance tăng 13% và LTC của Litecoin tăng hơn 15%. Bitcoin đã tăng 3,2% trong 24 giờ qua, giao dịch trên $16,500. Ether đã tăng 5,6% phục hồi về vùng giá $1,164, theo dữ liệu của CoinGecko. Sự phục hồi của thị trường crypto dường như đang chạy song song với thị trường chứng khoán, khi vào phiên hôm qua, hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,15%, trong khi hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 0,23%. Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh mẽ khi lợi suất trái phiếu đi xuống trong bối cảnh nhà đầu tư hướng sự chú ý tới triển vọng năm 2023. Thị trường đang đánh giá phát biểu của các quan chức Fed về lạm phát và lãi suất. Chủ tịch chi nhánh Cleveland của Fed, Loretta Mester, hôm 21 tháng 11 cho biết dữ liệu lạm phát gần đây rất hứa hẹn và bà ủng hộ việc giảm tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới. Như vậy, Fed có thể sẽ sớm đạt tới lãi suất đỉnh trong khoảng 4-5%. Khả năng Fed có thể làm chậm lại tốc độ nâng lãi suất dường như đã giúp nhà đầu tư chút bỏ tâm lý lo ngại. Đã kéo dài trong những phiên gần đây, nhà quản lý danh mục FinCamporean của JP Morgan nhận định với CNBC. Tuy nhiên, các chuyên gia của Goldman Sachs cho rằng đà phục hồi của thị trường phố Wall chưa chắc chắn do thiếu thông tin kinh tế vĩ mô và khối lượng giao dịch thấp trong tuần có ngày nghỉ lễ tạ ơn. Một cố vấn của Cục Dự trữ Liên bang New York cho biết tại một sự kiện ở London vào thứ Ba, Tây Bồ Côi có thể cung cấp cho các ngân hàng trung ương một lối tắt để ngân hàng sở hữu các loại tiền kỹ thuật số của riêng họ. Thay vì phát hành tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương bán lẻ, các ngân hàng trung ương có thể sử dụng Tây Bồ Côi cho phép chúng hỗ trợ người dùng bằng số dư trong tài khoản ngân hàng trung ương. Anthony Mahon, cố vấn ổn định tài chính tại Cục Dự trữ Liên bang cho biết, ông nói với các nhà hoạch định chính sách,
Điều chỉnh môi trường pháp lý và quy định để hỗ trợ Tây Bồ Côi đã là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng có lẽ dễ dàng hơn so với việc quản lý CBDC để sử dụng cho mục đích bán lẻ. Đặc biệt là khi khu vực tư nhân hiện đang cung cấp tất cả các phương tiện thanh toán kỹ thuật số bán lẻ trên công nghệ cũ. Nhận xét mới nhất của Mahon cho thấy một sự thay đổi lập trường rõ rệt khi vào tháng 4 năm 2021, Mahon đã viết rằng Tây Bồ Côi rủi ro hơn so với CBDC vì giá trị của tài sản hỗ trợ đồng tiền này có thể dễ dàng bốc hơi. Trong khi đó, Fed New York gần đây đã triển khai một mạng lưới trách nhiệm pháp lý thí điểm cho các ngân hàng tư nhân để thử nghiệm các khoản nợ kỹ thuật số. Cục Dự trữ Liên bang cũng đã bày tỏ một cách tiếp cận thận trọng hơn để phát triển đồng đô la kỹ thuật số. Sau đây mời các bạn cùng đến với những sự kiện kinh tế nổi bật sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Ngày 24 tháng 11, chỉ số CPI lõi tháng 10 của Nam Phi và biên bản cuộc họp FOMC sẽ được phát hành. GDP quý 3 của Đức sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 11, trong khi đó tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản sẽ được công bố vào đầu tuần sau, ngày 28 tháng 11. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 của Việt Nam sẽ được phát hành vào ngày 29 tháng 11.